Ngày 15 tháng 3, Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Trần Văn Linh, 26 tuổi, trú tại khu phố Tân Lập, thị trấn Sao Vàng để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Thọ Xuân, lúc khoảng 4 giờ ngày 28 tháng 2, tại khu phố Xuân Hợp, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân xảy ra vụ dùng súng quân dụng gây thương tích cho một tài xế taxi. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được cơ quan công an xác định là do Trần Văn Linh có mâu thuẫn với anh TBT, 35 tuổi, trú tại thị trấn Sao Vàng, làm nghề lái taxi. Trong lúc cãi nhau với anh T, Linh liền rút khẩu súng, mang sẵn trong người bắn trúng anh T, khiến nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày điều tra, xác minh, ngày 14 tháng 3, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ được Linh khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã thu giữ được khẩu súng gây án.